Camera nhà dân đã ghi lại hình ảnh một tên trộm đang lục lọi một chiếc túi. Chiếc túi này là chiến lợi phẩm sau một vụ đột nhập trộm cắp tại một nhà dân trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào dạng sáng ngày 24 tháng 8 năm 2022. Tên trộm vứt lại chiếc túi và một số giấy tờ, lấy toàn bộ tiền bạc trong túi rồi bỏ đi. Theo tìm hiểu của báo Thanh niên, ngôi nhà xảy ra vụ trộm được khổ chủ thuê lại làm nơi ở và kinh doanh. Tối ngày 23 tháng 8, chủ nhà ra ban công lầu một căn nhà hóng gió, sau đó vào ngủ và quên đóng cửa. Đến sáng ngày 24 tháng 8, khi thức dậy, chủ nhà phát hiện hai chiếc túi sách của gia đình bị mất. Xem lại camera an ninh nhà dân xung quanh, khổ chủ phát hiện hơn 2 giờ sáng ngày 24 tháng 8, có một nam thanh niên rình rập trước cửa nhà. Sau đó, kẻ trộm leo nhà dân, lên ban công rồi đột nhập vào trong, lấy được hai túi sách. Kẻ trộm ra bên ngoài lục lấy hết tiền rồi vứt bỏ lại giấy tờ cùng một túi sách. Nạn nhân sau đó đã trích xuất được dữ liệu camera và trình báo công an. Theo khai báo, số tiền bị trộm lấy mất là gần 70 triệu đồng tiền mặt. Kẻ trộm làm rơi lại chiếc nón vải tại ban công lầu 1. Tường nhà dân có nhiều vết bẩn, dấu tay, nghi của kẻ trộm. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường ghi nhận làm rõ vụ việc.